kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè đến kính tâm là loại kính được lựa chọn nhiều nhất để che bụi chắn nắng. Tuy nhiên các bác sĩ cảnh báo nếu bạn sử dụng kính tâm kém chất lượng có thể sẽ làm cho mắt bị tổn thương. Thông tin được đăng tải trên trang tin tức 24h. Tác dụng bảo vệ mắt của kính dâm. Ngoài việc che chắn bụi, côn trùng, hóa chất khỏi chui vào mắt, kính dâm còn giúp bạn ngăn ngừa tia cực tím, tia UV. Bỏng mắt do tia UV hay gặp với người tắm nắng quá lâu, người đi trượt tuyết. Lâu dài, nếu phơi nhiễm với tia UV quá đáng, ta có thể bị lên mộng mắt, ung thư da mi, đục nhân mắt và thoái hóa hoàng điểm. Người đã mổ thể thủy tinh hay đang mang kính tiếp xúc vẫn nên đeo kính dâm khi cần thiết, bởi vì kính dâm có độ phủ rộng hơn nhiều so với kính nội nhãn hay kính tiếp xúc. nên chọn kính dâm màu nào. Đối với kính dâm thì độ lọc tiêu UV tùy thuộc vào màu kính và chất liệu làm kính. Kính làm bằng polycarbonate CR39 có khả năng lọc khoảng 50% lượng tiêu UV. Màu vàng hổ phách và đen nhạt được cho là lọc tiêu UV tốt nhất. Kính màu đồng, nâu đỏ được cho là lọc ánh sáng xanh tốt hơn màu khác. Nếu bạn thấy nghi ngờ thì nên nhờ các nhà chuyên môn về phân tích quang phổ. Họ sẽ cho biết chính xác kính của bạn có bảo vệ bạn 100% khỏi tiêu UV hay không. Màu xám được người Mỹ ưa chuộng nhất. Kính màu xám được dùng cho là thích hợp cho mọi hoạt động thông thường, trong khi vẫn đảm bảo cho thị lực tốt, màu sắc trung thực. Màu nâu được dân chơi gôn, trượt tuyết ưa dùng. Màu cam nên dùng cho người chơi môn bắn súng. Màu đỏ thích hợp với nơi quá nắng. Màu vàng nên dùng khi lái xe và đi biển. Kính dâm, phụ kiện làm đẹp không thể thiếu, cũng giống như giày dép, túi sách, kính dâm còn là món đồ thời trang ưa thích của mọi người. Kính dâm còn là công cụ thẩm mỹ của những người có khuyết tật về mắt. Họ có thể che đi những dị hình, tăng tính thẩm mỹ của bản thân. Để có thể chọn được kiểu dáng kính dâm đẹp và phù hợp, ban đầu bạn cần phải chú ý đến tỷ lệ khuôn mặt của bạn. Thường thì dáng kính ngược lại với dáng mặt sẽ giúp trở nên cân đối hơn. Ví dụ, nếu sở hữu khuôn mặt tròn thì bạn nên chọn kính gọng vuông, chữ nhật hay đa giác. Những chiếc kính có đường cong dáng tròn như kính chuồn chuồn sẽ làm mềm mại hơn khuôn mặt vuông góc cạnh. Nếu là mặt dài, bạn cần cân đối chiếc kính hơi dài một chút. Kính có mắt và gọng to bản sẽ giúp che đi khuyết điểm của khuôn mặt. Kiểm tra chất lượng của kính dâm. Một số màu kính có khả năng lọc tia UV tốt hơn, song khả năng đó không phụ thuộc vào kính đậm hay nhạt mà phụ thuộc vào chất trắng ở kính hay chất được pha trong nguyên liệu làm kính. Thông thường, mắt kính dâm có độ đồng nhất cao, trọng lượng chỉ từ 1,5 đến 3,5 gram so với kính kém chất lượng. Khi đeo vào mắt cho hình ảnh sắc nét, chân thật, còn kính kém chất lượng khi đeo, đặc biệt lúc hoàng hôn thường gây lóa hoặc mờ. Bạn cũng có thể kiểm tra chất lượng của kính bằng cách cầm kính dâm để lên cánh tay và nghiêng chiếc kính một chút. Nếu không thấy bóng của kính bị bóp méo, thay đổi hình dạng, đặc biệt là phần gờ kính, thì đó là một chiếc kính có chất lượng tốt. Bạn cũng nên chọn loại mắt kính đủ che mắt ở mọi góc độ để bảo vệ mắt khỏi bụi và tia cực tím. Lưu ý chọn một chiếc kính dâm vừa vặn. Hãy chắc chắn rằng bạn cảm thấy thoải mái với cặp kính mình định mua, ôm sát khuôn mặt, không kích, không gây khó chịu ở sống mũi hay gây đau vành tai. Đeo thử kính trong khoảng từ 5-10 phút khi bỏ ra nếu thấy vết hằn trên sông mũi hoặc ở hai thái dương cho đến mang tai thì chắc chắn bạn đang đeo một cặp kính quá chặt với khuôn mặt. Chọn loại kính dâm có tròng lớn nhưng ôm vừa vặn với khuôn mặt, bao bọc quanh mắt để có thể ngăn cản ánh nắng mặt trời tốt hơn. Không bao giờ nhìn trực tiếp lên mặt trời, ngay cả khi đã đeo kính dâm để tránh các bệnh mãn tính về mắt. Chương trình hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.